Chào bà con nha. Hôm nay em sẽ thử nước đồ bài hát nha. Bằng cái tay thử nước bài hát này. Đây, nhỏ thì đây là nước giếng này. Nhỏ vào 2 giọt thôi. Đúng 2 giọt không? 1 giọt nữa. 2 giọt. Rồi, đây là nước CRO này. 1 giọt. 2 giọt. Đây là sâu một lỗi một pH á. Nói chung là sâu chín lỗi của mấy RO á, 2 giọt. Rồi đây là sâu mình cung cấp thêm một lỗi pH nè, pH phụ nữa nè. Rồi đây là nước thải nè. Trời ơi. Thì đồ mày uống nước axit nào không? Coi. Nước giếng là 8 chấm. Còn RO là có 6 thì 6 chấm. 6 chấm à? Ở đây cũng có 6 chấm à? Cái đây nè. Trời ơi, còn cái đây 6 chấm đúng. 6 chấm à. Còn ở đây nước thải này. Rồi 8 chấm. Nước thải tao 8 chấm luôn. Rồi vậy hôm giờ uống axit phải chứ. Thôi. Chết à. Ở bù bờ hát đâu không thấy, đây lắp thêm một cái lỗi phụ bờ hát nữa này mà cũng nhiều. 600 đúng. 600 đúng luôn à. Còn đây 606. Mô Phật, vậy uống được hồ trái chứ. Thôi xong.